Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em về được cho anh em một chiếc đồng hồ siêu phẩm của Seiko. Nó quá là sang chảnh luôn. Hai bên là hồi gỗ anh em nhé. Đây nó có một đường chỉ vàng chạy đây này. Đây đường chỉ vàng. Nó là kim loại anh em nhé. Kim loại y như thế này này. Đấy, nhưng mà kiểu hướng đèn nên là nhìn nó không bóng bằng. Đấy. Gỡ lên đèn nó bóng luôn. Tất cả nó vạ vàng rất là đẹp, chỉ có vàng với gỗ và kính thôi, nhìn nó rất là sang trọng nhé, dành cho các bác thích cái sự đơn giản và sang trọng. Đây em nhìn, anh em nhìn nhé. Đấy, cả một cái miếng nhôm dày khoảng 5 ly, 5 hoặc 6 ly gì đấy. Đấy, nhôm phay rất là đẹp luôn, nhôm phay mạ vàng, cái chất sơn 20 mấy năm của Nhật nó vẫn còn như mới luôn, rất là sang xịn nhưng nó không kiểu dại như kiểu sơn của Trung Quốc đâu nhé, rất là đẹp. Đấy, dòng ba kim dùng mạ vàng toàn phần rất là đẹp sang trọng mà size lớn anh em nhé, size con này lớn đấy, chiều ngang của nó phải bao mấy đấy, kích thước đâu. Đây, size ngang của nó đây 33,5 anh em nhé, size khủng luôn. Một chiếc đồng hồ để bàn mà size như vậy là rất là to đấy. 33,5 size ngang. Bên dưới này là kim loại nguyên miếng anh em nhé. Đây, dưới đáy của nó này. Đấy, anh em nhìn này. Tất cả kim loại hết nhá. Cực kỳ sang luôn. Rất là chất. Seiko Japan, bãi Nhật. Đẹp khoảng 95% anh em nhé. Đằng sau là hồ gỗ anh em nhé. Gỗ thịt nhé. Chỗ này là có cái nam châm hít ở đây này, đây là đây là miếng kim loại này, chỗ này là nam châm này, nó hít vào cửa hít nhé. Đấy, máy Seiko, pin của nó là pin, đây nó có một quả pin của Nhật đi theo nữa, Panasonic nhé. Vẫn còn sử dụng tốt anh em nhé. Thực ra cái bọn đồng hồ này ấy, máy móc thì nó đa số là như nhau hết, nhưng nó chất là chất ở cái thiết kế ấy, anh em nhé. Đấy, thiết kế kim loại rất là chất luôn, sang xịn mịn. Con này anh em bày phòng thì rất là đẹp luôn, hết ý luôn, bày bàn làm việc, bày phòng khách, đa di năng, hoặc là làm quà tặng cũng được, anh em làm quà biếu cho cấp trên, biếu đối tác cũng được, nó ý nghĩa. Con này đúng ra là giá phải ngoài 2 triệu cơ. Hôm nay em xả cho anh em nhé, 1.680.000 nhé. Đấy, nhập về là 1.550.000 rồi. Nói chung là chỉ lời được khoảng 100.000 của anh em thôi. Để cho anh em 1.680.000 nhé. Rất chất. Giờ chuẩn, giờ cực chuẩn luôn. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 09 6574 8574. Em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đưa Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào em nhé.